Hiện nay, thực trạng xem sao không like hay còn gọi là xem chùa diễn biến hết sức phức tạp ở cộng đồng Free Fire, xem YouTube của chúng ta. Để anh em đã đang theo dõi clip của anh For thì đừng quên bấm nút like bên dưới, bỏ ra 2 giây thôi mọi người, và đăng ký kênh, bật nút chuông lên để nhận những video mới nhất từ channel mình. Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một tay kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhfor.com. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi, chỉ biết trách bán ớt. Anh đừng bắn em, đừng ớ ớ ớ nhảy cửa sổ đi em. Ui mẹ, anh cứ nhảy dù xuống trước thôi, tính nhặt xuống là chơi nhỉ. Ui u vết có phụ kiện, từ bây giờ mình lên mình sửa thế này đã. Mẹ mày, mày tính nhặt súng không, mày xấy tao hả? Ra là chị ở sống. Ui à, lúc đấy cà khiên. Ui hả, con lợn nó tính bắn vào lọt lọt khe nó giết mình em ạ. Bắn xong nó tôi vụt vụt chảo gì kìa. Từ, mình sẽ dụ nó ra, mình gọi là sấy, gọi là tầm 10 viên VS của người nó là đủ đam để cho nó chết rồi em ạ. Tại là cái VS mình đang ấy thế, chú là này. Anh đi đâu đấy, sao này không có súng ra ngoài này, chết rồi. Nộp kill cho em à, nộp kill cho bé phòng ạ. Thôi chúng ta bỏ qua đi, bây giờ mình đi loot đồ đã. Cái huy hiệu mình có adup ấy nhưng mà mình không bắn bạn, bởi vì xuống làm ngay quả VS có phụ kiện đấy. Có thằng vụt chảo đây này. Ui từ từ nhặt một cái đó. Hàng xóm cãi nhau, thôi thôi thôi. Dạo này gọi là tình trạng dịch virus corona mà gọi là hoành hành, đâm ra là mấy thế này gọi là giành giật đồ ăn với nhau mà. Hình như lùi sang góc bên đây phải không nhở? À không 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 không. Chạy ngoài từ từ. 1 2 3 4 5 6 7. Chết. Nói gì đi anh em. Ui giời ơi, thả tim cái nhẹ này. VS bắn sướng quá, bắn nứng. Là mình sẽ gọi là bắn VS với là shotgun nha anh em. Mình sẽ gọi là chơi luôn combo gọi là hai cái súng đôi mắt tử thần mà. M10 đôi mắt tử thần và VS đôi mắt tử thần. Hợp lý. Ui sửa giáp này. Ui hiện tại là mình đang gọi là hơi bị giàu keo thôi anh em. Bây giờ mới bom này nó không vào giữa, vào giữa xưởng nhở. Bây giờ mình gọi là cần đi ăn một cái đoạn bom ạ. Hiện tại mình đang có 7 quả keo luôn này. Ui dồi ui dồi, 9 quả keo rồi mới. 9 quả keo này làm gì đây. Trời ơi nhiều keo quá. Từ, nhưng mà mình hơi ít đạn. À đây đây, đây. Có ba lô này. Ui VS có phụ kiện đấy. Sao tự dưng mẹ trận này nhiều dữ ta. Clip trước mình đi mẹ làm clip mẹ khó khăn vãi cả trường ấy. Bây giờ gọi là à đúng rồi, mình sẽ dùng 9 quả keo này để mình lên cái gọi là cái thùng nước trên nóc sửa anh em. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ải chưa qua chưa phải là phò. Không biết có đường băng này có ai nhảy trên nóc sửa không nhở. Khả năng là hơi khó bạn ấy. Có tiếng từ súng bên tay trái này. Ui hình như thằng này nó đứng giữa đồng nó bắn lắm ạ. Đây cơ hội vàng để mình cặt lên VS rồi. Ui bên tay phải người mày. Ui nó tự giật máu chết kìa anh em. À đây thằng này ngay có cây này. 2 3 4 5 6 7. Chết. VSS lợi hại quá. Trời ơi, bị nghiền rồi, mình gọi là bây giờ là gọi là bị nghiền bắn VS rồi. Bắn mẹ nứng như này thì ai chơi nữa anh em. Ôi, keo này, 10 quả keo nha. Không bị giàu được anh em. Bây giờ mình qua mình loot thêm xác kia nữa. Vứt lũ đạn thì ấy bắn cao vậy ta. À đây. Mày đứng im solo với tao thì con lợn. Ui, nó chạy mà thôi mình cũng bỏ luôn. Mình không nhầy với nó anh em, hiện tại đang giàu với cả trưởng nữa. Mười ớt, có người này ấy. Chết. Anh trai giả vờ AFK mà không hiểu sao tự dưng lại đứng giữa đông làm gì chứ. Chắc là bấm nhầm gọi là disconnect ra ngoài hay là bị mẹ ganh không biết. Uầy, sửa giáp này. Thấy một thằng trên giàn giáo mà. Rút xác anh ra xem có gì không. Uầy, hai quả keo này, bây giờ sao ta. Chắc là mình vứt đạn từ liên ra nhở. Vứt đạn từ liên ra đi. Nhặt thêm 2 quả keo. Như vậy là chúng ta đã có 12 quả rồi. Đây có đốt bom anh em. Được đấy. Ngon. Ui
Bo này nó chỉ là mép xưởng thôi mà. Mà đường bay nãy nó là qua tháp hổ. Được, bây giờ mình sẽ gọi là lên mình đầu tư luôn em, dùng hai quả keo này để gọi là lên cái nóc bồn nước em. Từ từ. Bây giờ mình lên đây á. Mình gạ thanh niên gọi là nó núp trên nhà giáo mà. Đâu rồi nhỉ? Từ từ, lên đây đã. À đây 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 đây. Hello anh trai. Mà mình sợ lắm em. Mình sợ nó gạ gạ xong nó lên mẹ bắt đầu nó đấm bốp bắt đầu mẹ bị mấy lần rồi. Cay vãi nồi đây. Không biết thằng này như nào nữa. Có tiếng chân bên dưới này. À, đâu đấy. Hello anh trai. À, chắc chắc là bạn này cũng biết đến mình đấy mà. Cũng gọi là một gì đấy gọi là fan cứng của anh Phò. Ok, mình sẽ chờ thằng này lên luôn. Rồi mình sẽ cho nó lên nóc nóc xỉu luôn đây anh em. Ấy, nhảy cửa éo lên đây. Ui mặt chị hàng nổ ngay đây này. Lên, lên bạn. mình hoang mang đó em, bởi vì mình chơi mấy trận từ từ chạy đây đã. Mình chơi mấy trận đấy, nhiều thanh niên đấy. Kiểu mình tiếp up ấy, mình rủ nó lên nóc nóc xưởng. Nó nhảy lên tới đoạn đấy xong nó bị trượt chân nó té bốp nó bị hạ. Cười ỉa, ok chị hàng nổ xong rồi. Cười ỉa luôn đấy bạn. Từ, thằng kia nó sang chưa? À đây rồi. Bây giờ mình sẽ đặt quả keo này cho bọn nó lên trên kia. Đặt nó xuống tí đi. Ok. Như vậy là hợp lý này. Được rồi. Lên. Sao không lên được? Mẹ mấy thằng này nó nhảy lên được này. Mồ hôi tay mà từ từ. Mình lau mồ hôi đã. Ok. Hả, ghét quá, đầu tư vào đây luôn. Mình sẽ gọi là đi lên trên đây luôn. Ui. Tí thì rơi và tí thì rơi không sao. Phò bắc cua đi luyện rơi thế nào được em. Lâm hồ tay đã. Ok, lên lại đây. Mình sẽ chạy trên lan can này luôn. Để mình sẽ gọi là đỡ tốn thêm một quả keo nữa. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là chạy qua góc này nha anh em. Đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em gọi là cách lên bồn nước chỉ tốn với à nãy mình tốn hai quả đúng không? Cho là quả kia mình đặt lỗi mình không tính đi. Đó. Lên đây là ba quả này. Ba quả. Từ xem có ai không đã. Rồi, lên anh em. Mẹ sợ có thằng nào thủ chói. Lúc mà mình lên nó có tầm bắn. Thằng nào chạy xe xuống kìa. À, có anh nào đó đang bò trên bồn nước mà. Từ từ, mình lên đây. Cái này thì anh em cứ đặt cao thoải mái nha. Mình sẽ gọi là đi xung quanh bồn nước ấy. Với lại là đặt cao về cho đỡ tốn một keo luôn. Đó, mấy quả ta? Mẹ 4 hay 5 quả rồi nhờ. Quên mẹ rồi anh em, không đếm rồi. Bỏ qua đi, nói chung là 12 quả. Thì mình tốn hết 9 quả mà. Hello anh trai. Anh trai nằm trên đây. Từ, sẽ đầu tư vào bo con ok đi bạn, trêu nó. Hello anh. Anh lại nằm gì nhìn em đây. Mình phải che lại anh em, không nó thấy cái khoai của anh Phò to quá, nó mình lại bị xỉu chết nữa. Check xem dưới ai không em. Hai thằng bạn mình ấy, nó không lên trên đây, nó đang ngồi bên dưới nó gạ kìa. Thằng này mẹ tính bò đi đâu. Bạn ơi, mày tính bò xuống là mày. Bò đâu cho khỏi nắng. Úi, ở đây, đây có người lúc đâu. Phải không nhờ? Ê, chết. bất ngờ chưa. Bây giờ mình sẽ gọi là chờ mấy thanh niên trên tháp hồ chạy bom ạ. Có ai từ tháp hồ chạy lên chúng ta nấy đường bay nó qua tháp hồ mà nhờ. À đây, chui. Đấy rồi, mày cũng bắt đầu chạy. Giật máu chết. Chết. Ấy. Mình căn đam không chuẩn đấy anh em. Thằng này chắc nó còn khoảng 10 máu à, 10 hoặc là 10 mấy máu à. À, nhưng mà hình như cái tròn nó phải bo này. Đấy. Có nào vụt chảo bên kia nữa kìa. Tới anh em, bây giờ chúng ta là bình tĩnh. Cho thằng này ngoài bo. Thằng này nó chưa chạy bo nhờ. À đây, chạy bo này. Mày. Chết. Thả tiệm. Bất ngờ chưa. Thế nên gọi là phải gọi là không biết mình bắn đâu đúng không. Ôi, mà công nhận là lên trên đây nó bắn sướng hơn này anh em. Ủa, hai thằng bạn bắn nhau. Thằng này đâu có súng đâu sao nó bắn thằng kia được nhờ. Từ bây giờ mình có lên xuống ta. Bao thu thôi chắc xuống đi anh em. Xuống đi. Ok. Quay tay bị máu đã. Ủa thế mình vừa nghe tiếng súng đâu đấy. Rõ là hai thằng lên xưởng mà. Đâu mất thằng rồi. đây. Trời ơi, thì ra nó giết người trên kia mà. Thôi bây giờ chạy bo. Bo này 11 người trừ 3 đứa này mình đi ấy.
là bom này tập khoảng còn khoảng ấy bom còn khoảng 7 người nữa anh em, vừa chết một người rồi. Ấy, bạn ơi mình hết máu rồi. À, hello chị gái, anh ạ, chị gái này. Ui rồi ôi, không lý là mình phải cầm VS sớm chứ. Ấy, ui mẹ đâu ra thằng sau lưng nữa này. Ui mẹ phát này, mày đấm đấm. Tìm up nhiều quá nữa có không vui em ạ. Tìm up 1, 2 thằng nữa còn vui chứ. Tìm up đông quá gọi là không vui nên mình giết chết bớt đi. Ủa tưởng gạ gạ luôn chị hàng xóm kia chứ. Hóa ra hai cái giết luôn chị hàng hàng xóm em ạ. Lúc đây tìm máu đã. Ui chạy bom em ơi, bom này bây giờ chỉ còn 3 thằng nữa thôi. Quả này về tiêm up bom cuối mới khó xử này. Bây giờ mẹ chắc có lẽ mình sẽ nhiều cho nó bắn nhờ mẹ mất công mẹ mấy thằng kia bị mình giết xong nó report mình tiêm up chết mà. Bốc phốt mẹ sờ chưa ở đâu. YouTuber mẹ fan văn phò chơi tiêm up mẹ đi solo chơi tiêm up vào cái gắt ấy. Đấm gì nữa. Mình lỡ bắn rồi anh em nên mình giết luôn. Trời ơi chết mẹ rồi. Vừa nói xong bây giờ thầy nó report mình chết anh em. Xem xét có gì không? Ui. Thằng này nó có mỗi cây spat mà. Và thằng kia nó cũng nhặt mất tiêu rồi. Bây giờ bỏ quả bom này còn quả bom này còn một thằng nữa à. Đâu đấy? À bên đây. Đấy. Bây giờ anh kia phải bó thì chết làm gì nữa. Mình có lên ăn kill này không ta? Ăn kill này mình sẽ được 12 kill này, ăn luôn đi nghe. Bây giờ tầm này liêm sỉ gì tầm nữa. Liêm sỉ gì tầm này nữa. Bây giờ chờ nó chạy bo này. Hình như góc nó ngoài bo ở đây, chạy bo này, 2 3. Giật. Chết. VS lợi hại quá anh em. VS lợi hại vãi cả trưởng ra này. Bây giờ mẹ quả này bo mới khó xử này. Bây giờ ví dụ như mình team up với một thằng thôi đi thì mình sẽ gọi là nhường nó top 1. Bây giờ còn tới lận 2 thằng. Nếu mà mình chết phát này thì mình sẽ top 3, còn hai thằng này nó sẽ giành giật nhau top 1. Nhìn thấy nó tương tàn cũng được không ạ? Nhờ mẹ phân vân nhờ. Có lên chết bo không ta? Quả này mẹ khó xử. Mẹ tiếp up mẹ thề bo cuối khó xử quá liền. Thôi, chắc có lẽ thấy bọn nó gọi là vứt đồ ra. Mình sẽ vứt đồ theo luôn. Khả năng bọn này nó tính chơi mẹ cận chiến bo cuối ạ. Được, thế thì đúng bài thôi. Thằng kia nó vứt cả mũ và giáp kìa nghe. Thôi anh em, mình chơi bẩn mà. Mình chơi mặc mũ với mặc giáp. Mẹ không không đeo mũ nó bạc phát bốp vào đầu là chết luôn ơi. Bây giờ là không biết là thằng nào đánh cái thằng nào trước đây. 1v1. Mẹ bạn này vứt cả ấy. Bạn này rút lôi mình ra làm gì đấy. Ui bạn ơi sao lại bạn lại chịu top 3 à. Bây giờ mình có lên cài mình là chết. À không. Thằng này hình như thấy nó gọi là có chút liêm sỉ nó cố lấy top 1 mà. Vứt ra rồi nó xem nó hiểu không. Không hiểu. Ê, mày muốn chơi à? Ok, vô mày. Nhờn phèn vỏ, nhờn bé vỏ, yêu mà hồng. Một phát đầu đấy bạn. Bây giờ mày để gần vào. Ấy, một phát người nữa này. Mày, hai phát người. Ui thằng này còn khoảng 5 chục tiết nữa. Ui, phát nữa ấy. Solo chảo phèn văn phò nghe vào cho sắp mặt liền. Ui rồi ôi nhưng không sao ơi, mình vẫn được cái top 1. Nếu mà quả đấy mẹ mình chết được top 2 thôi cũng nói chung là cũng không sao thôi. Nói chung là trận này bắn đứng vãi nồi. Ok thì clip của mình xin kết thúc tại đây thôi. Anh quên để lại cho mình một like, share và comment bên dưới nhá. Và đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông lên nhá. Ok thì chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Anh đừng quên để lại cho mình một like, share và comment nhá. Và một subscribe cho cô giáo nở và anh Phò. Xin chào và hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe nhá.